xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em tiếp tục những video chia sẻ về cây dược liệu việt nam hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một loại dây một loại cây mọc hoang dại rất là nhiều cây này thì thường thường cô bác và anh chị mình sẽ bắt gặp rất nhiều ở những nơi hoang tự nhiên ví dụ như là nó có thể leo trên cái thân cây như thế này hoặc là leo trên vách đá leo trên các cái cây khác đây, đây là cái loại dược liệu mà hôm nay em muốn chia sẻ. Cây này thì cô bác và anh chị chắc là uh, ngày xưa mình thấy trong các cái đám cưới người ta hay lấy về để người ta trang trí đó. Chính là cái loại dây đó đó. Đây, cái khu này nó mọc rất là nhiều luôn. Đây. Nó dây leo, nó quấn lên thân các cái cây khác và nó bám nó leo lên thôi. Hải Kim Sa là tên ở trong đông y của nó Ngoài ra thì một số tên thông thường người ta hay gọi nó là bòng bong dẻo hay là cây dương vĩ, thạch vĩ dây, thòng bong Nó có nhiều lá chét như thế này Và cái dây này thì nó chưa có cái bào tử Em sẽ đi lấy một số cái dây mà nó có bào tử để cô bác và anh chị mình xem nhé Không phải ở cái lá nào nó cũng có bào tử cái lá mà nó có bào tử thì nó sẽ có cái công dụng dược liệu cao hơn bào tử thì thường thường nó sẽ ở quanh cái mép của cái lá đây cái cái cái, cái lá này nó có bào tử này cô bác và anh chị thì ở xung quanh cái mép lá nó sẽ có những cái bè bào tử nhỏ nhỏ như vậy và khi nó già đi thì nó sẽ có cái màu vàng ánh ánh nên là nó có cái tên là hải kim sa mình qua bên đây cho nó đỡ bị chá nắng thì nó sẽ nhìn kỹ hơn đây cái phần mà ria ria đó là cái hải kim sa đó cô bác và anh chị cái bào tử của nó đấy trong đông y thì cây bòng bong này có thể sử dụng toàn cây để làm thuốc phần rễ dây và lá đều được sử dụng để làm thuốc cô bác và anh chị mình có thể dùng ở dạng tươi hoặc là dạng khô đều được nhé Các thành phần của nó thì ở trong cái dây bòng bong này nó có chứa các cái axit hữu cơ và flavonoid theo đông y thì nó có vị ngọt tính hàn, được quy vào kinh bàng quang và kinh tiểu trường. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp và thông lâm, chủ trị các cái bệnh như là viêm thận, phù thủng, viêm gan, viêm bàng quang, viêm tiết niệu, tiểu da dưỡng chất, tiểu dắt, tiểu bí, sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi mật. Mình có thể dùng độc vị hoặc là kết hợp với các vị thuốc khác, có thể dùng dưới dạng sắc uống hoặc là tán thành bột mịn để sử dụng. Và tiếp theo đây em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số bài thuốc điển hình hiệu quả từ cái dược liệu cây bòng bong này nhé. Bài thuốc đầu tiên đó là bài thuốc người ta chữa cái niệu đạo nóng rát, nhiệt trứng, tâm phiền, miệng đắng và lưỡi đỏ. Thì người ta dùng cái bòng bong này kết hợp với kim tiền thảo mỗi vị 60g, sa tiền tử và tiêu thạch mỗi vị 15g, kê nội kim, thạch vi mỗi vị 12g, cùng với 9 g đông quỳ tử. Mỗi ngày sử dụng một thang và chia làm 3 lần uống trong ngày. Uống thuốc khi còn nóng để mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc người ta dùng cái cây bàng bong này để chữa cái chứng chứng bụng gây khó thở khi nằm toàn thân bị phù thủng. Khi bị phù thủng như vậy thì cô bác và anh chị có thể sử dụng 15 g cây bàng bong cùng với 15g hạt cái bìm bìm sống, 15g hạt bìm bìm sao vàng và 15g cam toại. Mình đem tất cả các nguyên liệu trên mình tán thành bột mịn, mỗi lần sử dụng 8g và sắc cùng với một bát nước, dùng mỗi ngày một lần và dùng trước bữa ăn. Bài thuốc tiếp theo là bài thuốc người ta chữa cái sỏi thận, ứ nhiệt, bụng dưới bị bi bách, ứ trệ thì mình có thể dùng bong bong kết hợp với hổ phách mỗi vị 9g, 60g kim tiền thảo biển xúc cù mạch, mộc thông, chư linh, sa tiền, phục linh, trạch tả mỗi vị 15g, 18g hoạt thạch và 10g ngưu tất cùng với 3g cam thảo, sắc uống mỗi ngày một thang cho tới khi tình trạng bệnh của mình được thuyên giảm và uống thuốc khi còn nóng. Thuốc tiếp theo là bài thuốc người ta dùng để chữa cái bệnh tiểu tiện lẫn sỏi sạn thì khi bị sỏi thận thì cô bác và anh chị mình có thể dùng bong bong Kết hợp với bạch mau căn là dễ cỏ chanh, hoạt thạch mỗi vị 30g, 60g kim tiền thảo và 12g sa tiền thảo. Mình mang tất cả các nguyên liệu tây trên mình sắc uống và sắc khi còn khoảng 2 bát thì mình chia làm hai lần uống trong ngày. Uống cho tới khi tình trạng bệnh của mình nó thuyên giảm. Hay là người ta cũng dùng cái dây bồng bong này ở dạng độc vị để chữa sỏi niệu, sỏi thận hay sỏi bằng quang. Mỗi ngày cô bác và anh chị dùng từ 60 đến 80 gram cái dây bồng bong này mình mang rửa sạch và sắc nước uống thì nó sẽ làm cho cái sỏi thận mà đang ở cái dạng nhỏ nó sẽ lợi tiểu và nó tống cái sỏi đó ra theo nước tiểu. Và thêm một cái bài thuốc để chữa cái đái da dưỡng chất là tiểu đục. Cô bác và anh chị mình có thể kết hợp cái dây bồng bong này kết hợp với hoạt thạch mỗi vị 40g cùng với 10g cam thảo mình đem mình tán nhỏ rồi mình trộn đều lên mỗi lần sử dụng thì mình sẽ dùng 8g cùng với cái nước sắc của mạch môn 20g mạch môn mình sắc lấy nước và mình uống cùng mỗi ngày mình dùng 3 lần sáng trưa tối cho tới khi mà tình trạng của mình nó thuyên giảm nhé hay là mình cũng có thể sử dụng cái dây thòng bong này để chữa cái bệnh đi ngoài ra máu thì cô bác và anh chị mình dùng từ 60 đến 80g một ngày mình đem rửa sạch Sắc với một lượng nước vừa đủ và cũng chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày thì nó cũng làm cho cái tình trạng mà đi ngoài ra máu mình bị nhiệt ấy thì nó sẽ giảm cái tình trạng đó và nó khỏi từ từ nhé. Dây thòng bong là một trong những cái dược liệu lâu đời ở trong đông y và được sử dụng rất là rộng rãi trong nhiều bài thuốc là các cái bài thuốc về đường tiết niệu hay là về sỏi thận, sỏi mật, sỏi bằng quang. Cô bác và anh chị có thể tham khảo dược liệu và nếu muốn sử dụng dược liệu làm thuốc thì mình nên tham khám bác sĩ đồng y, chuyên khoa trước khi mình sử dụng dược liệu làm thuốc để mang lại cái hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất nhé. Video của em chia sẻ về cây bòng bong đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo.